Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô kính câu và dây câu nha. Giá mình báo trong video này là chưa bao gồm phí ship. Ship của Tùng Quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên. Mã số 1 đầu tiên ở đây mình có là một mã kính câu. Ở đây mình có là hai mã kính nha. Này là kính râm. Hiệu này là của FSD, hàng này là hàng FSD Design, là hàng nội địa Nhật. Đây. Cái này thì kính này thì nó có cái phần túi cứng như thế này. Đây, phần cứng như thế này. Miếng lâu kính này. Đây, màu sắc của nó là như thế này nha. Đó. Kiểu dáng này. Cái này mình cũng không rành về kính lắm, đó là mình dự qua như này. Tại vì cũng lần đầu tiên bán kính nên là cũng không có rành gì mấy cái này nha. Hàng này là của LSD nội địa Nhật, mà này là mã số 1. Giá là 700.000. Màu của nó là màu đây, màu của nó là như này. Đó. Mã số 1 giá là 700.000. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 tương tự thì mình cũng có, cái này cũng là của LSD, hàng nội địa Nhật luôn. Thì cái này màu nó khác như thế này. Kiểu dáng nó là như thế này các bạn. Cái này thì còn rất là sáng đẹp như thế này. Mã này là mã số 2 nha. Mã số 2 này có giá là 800.000. Tiếp theo mã số 3, dây câu. Mã số 3 ở đây mình có là dây của Xe Vui. Dây này là dòng fluorocarbon shock leader. Ở đây mình có là dây này là dùng để làm thẻo câu. Ở đây mình có là hàng này thì mình có mỗi cuộn, mỗi size thì mình có hai cuộn của Xe Vui fluorocarbon shock leader. Dây này thì 10 lb, dây số 2.5, 30m này. Dây này là dây số 3 này, 12 lb, 30m. Tiếp theo là dây 3.5, 14, tải là 14 lb nha, 20m. Tiếp theo là dây số 4, 16 lb, tiết diện là 0.33 nha các bạn. Ở đây mình có để tiết diện của dây luôn nha. Thì 0.33 này, 20m. Mã tiếp theo là cái này là của mã số 3 luôn, này là 20 lb, dây số 5, tiết diện là 0.37, 20m. Dây số 7, 25 lb, 15m nha, tiết diện 0.43, 35. Tiếp theo là dây số 8 này, tải 30 lb này, tiết diện 0.47, 15m. Thì ở đây mình có tùy theo mỗi cuộn độ lớn của dây này sẽ có là 30m này, 20m này và 15m nha. Thì giá là đồng giá là 120.000 một cuộn, mã số 3. Các bạn lấy mã nào thì các bạn lấy dây số mấy thì các bạn nhắn qua nha. Tiếp theo là mã số 4. Ở đây là lô dây này là lô dây mới và mình có nhập số lượng. Có size thì ở đây nó sẽ có size, các size như thế này. Và nó có hàng số lượng nên là các bạn lấy bao nhiêu thì các bạn cứ nhắn qua nha. Dây này là dây số 4. Mã này là mã số 4 nha. Mã số 4, dây Xe Vui dòng màu cam như thế này. Cuộn này là một cuộn này là 60m. Chất của nó là chất fluorocarbon 100%. Dây này dùng để làm thẻo. Ở đây mình có là dây số 1.5, tải 1,85 kg, tiết diện 0.2050 mm. Dây số 1.75, tải 2,1 kg này, tiết diện là 0.22 mm. Cái này thì độ cứng nó này, nó nằm ở giữa nha. Đây là về độ mềm này, về độ dẻo này, cứng này thì dây này là nó nằm ở mức giữa. Tiếp theo là mã dây số 2 này. Dây số 2 tải là 2.45 kg. Cuộn này đều là 60m đó nha các bạn. Dây số 2.5 tải 2,95 kg, tiết diện 0.26 này. Dây số 3 tải 3,7 kg, tiết diện 0.285. Thì ở đây mình có mã số 4, có dây số 1.5, 1.75, 2. 2.5 và 3. Giá là 260.000 một cuộn. Dây mới nha các bạn. 260.000 một cuộn mã số 4. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 ở đây mình có dòng Xe Vui màu xanh, thì cuộn này cũng là 60m. Dòng này thì giá nó cao hơn nha. Đây, cuộn này là 60m. Mình có dây số 1.5, tải 2,05 kg, tiết diện 0.205. Dây số 2, tiết diện 0.235, tải 2,6 kg. Dây này thì nó sẽ cứng hơn. Dây này là cũng là dây fluorocarbon 100%, dùng để làm thẻo. Dây số 3, tải 3,95 kg, tiết diện 0.285.
Mã này là mình có ở đây là dây số 1.5 này, số 2 và số 3, đồng giá 300.000 một cuộn. Tiếp theo là mã này là mã số 6, thì dây của này là dây số 4 và số 5. Đây, dây số 4, số 5 thì giá nó cao hơn nha các bạn, nhỉnh hơn một xíu. Dây số 4 tải 4,9 kg, tiết diện 0.33 mm, giá là 350.000. Dây số 5 luôn, cũng tiết diện 0.37 mm, tải 5,9 kg, giá cũng là 350.000 nha. Mã số 5, dây segui màu xanh, dây số 1.5, dây số 2, số 3, đồng giá 300.000 một cuộn. Mã số 6, dây segui màu xanh, dây số 4, số 5, đồng giá. Số 4, số 5, đồng giá là 350.000. Mã số 6, đồng giá 350. Mã số 5, đồng giá là 300. Tiếp theo mã số 7. Số 7 đây mình có dây này là dây... mà ba cái mã này, mã số 3 này, số 4, số 5 đều là dây dây trong nha các bạn. Màu đó là màu trong suốt như thế này. Màu tự nhiên, màu trong suốt. Mã số 7 đây mình có là dây này là dây segui, dòng là dòng R18 Floro Hunter. Carbon 100%. Ở đây mình có cũng là màu trong như thế này. Thì dây này là dây tải 4LB, dây số 1 này. Dây số 1 tải 10 tải 4LB. Tiết diện 0.165. Tiếp theo là dây số 2 tải 8LB, tiết diện 0.235. Dây số 2.5 tải 10LB, tiết diện 0.26 mm. Thì ở đây mình có là dây số 1 này, 2 này, 2.5 này, 1, 2 và 2.5, đồng giá 300.000 một cuộn. Một cuộn này là 100m, mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 ở đây mình có dây này là dây shock leader của Duo Gia Băng này. Mã này là dây fluorocarbon 100% nha. Dây số 4 tải 7 kg, 50m, tiết diện 0.33 mm. Dây số 5 tải 20LB, 9 kg, 50m, tiết diện 0.37 mm. Màu của nó là màu trong nha các bạn, màu trong. Và mã này là mã số 8. Mã số 8 gồm có dây Duo fluorocarbon của Duo, dây số 4 và dây số 5, đồng giá 220.000 một cuộn. Tiếp theo mã số 9 là dây Duo, mình có ở đây là dây số 7 và dây số 8. Cuộn này là cũng là 50m. Dây số 7 thì tải 11,5 kg, 25LB, tiết diện 0.43 mm. Dây số 8 tải 13LB, 50m, tiết diện 0.47 mm. Mã này là mã số 9, gồm có dây Duo số 7 và số 8. Dây Duo số 7 và số 8, dây shock leader fluorocarbon 100%, đồng giá 270.000 một cuộn. Mã số 8 là 4,5, đồng giá là 220. Mã số 9 là dây số 7, số 8, đồng giá là 270. Thì mỗi cuộn đều là 50m nha. Tiếp theo mã số 10. Số 10 ở đây mình có là dây của Toray. Cái này là nó chỉ có một cuộn lẻ duy nhất thôi. Dây này là dây fluorocarbon này. Ở đây tiếng Nhật này là fluorocarbon 100%. Mình giờ bằng dây của Toray thì rất nổi tiếng rồi. Dòng này là dòng Celeron. Cuộn này là 80m. 80m. Tải là 25LB, dây số 8 nha. Dây số 8 tiết diện là 0.45 mm, tải 25LB, 12,5 kg cá. Cuộn này là 80m, giá là 300.000. Màu trong như thế này. Tại vì cái này nó còn có một cuộn nên mình bán giá rẻ thôi. Tiếp theo mã số 11. 11 ở đây mình có là 3 cuộn nha. Màu của nó là màu ngụy trang. Màu này là màu ngụy trang và nó hơi có ánh xanh như thế này. Ánh xanh rêu các bạn. Màu này là màu ngụy trang nha. Dây này là dây Duo da băng dòng Hacco. Chất của nó là chất. Đây. Dây này là dây số 3, dây này là dây dây nylon dòng X-Tech. X-Tech là dây nó xoắn, xoắn X. Nó xoắn theo chiều xoắn X như thế này. Nên là dây này là dòng X-Tech nó khá là cứng. Dây này là dây số 3, tải là 12LB, 6 kg cá, tiết diện 0.285 mm. Cuộn này 150m. Mã này là mã số 11, giá 300.000 một cuộn. Dây này là dây câu nha, dây câu dây làm trục. Tiếp theo mã số 12 đây mình có là dây này là dây carbon nylon của Duo Gia Băng. Thì dòng này ở đây mình có là dây số 3, ở đây mình có 3 cuộn, có 3 cuộn dây số 3. Dây số 3 tải là 6,8 kg cá, tiết diện 0.285. Đây, mấy Gia Băng này. Dây của nó là dây carbon nylon là như thế này các bạn.
thì nó sẽ một cái dây của nó sẽ tạo được từ nhiều sợi dây ni lông khác nhau, và ngoài ở trong là lõi ni lông nha, và ở ngoài cái lõi ni lông nhỏ đó nó sẽ phủ thêm một lớp fluorocarbon như thế này. Ở ngoài nó sẽ dòng này nó có phủ UV này, chống kháng UV nên dây này nó sẽ ít bị mài mòn hơn, ít bị oxy hóa hơn. Cuộn này là 150 mét, dòng này là dòng carbon ni lông. Mã này là mã số 12, dây số 3, 150 mét, giá là 350.000, màu nó là màu trắng đụng như thế này. Dây này là dây câu, dây làm trục. Tiếp theo là dây số 13 đây mình có là dây của Sigui, dòng này là dòng Fluoromaster 300, cuộn này là 4, cuộn này là cuộn số 4, tải là 16 lb, cuộn này 300 mét, màu trong như thế này, cuộn mới hoàn toàn nha. Dây này là toàn bộ là dây mới hết, tại vì mình mua là mua cửa hàng có bill đàng hoàng nha. Mã này là mã số 13 này, cuộn này là dây số 4 300 mét, dòng này là dòng dây dây fluorocarbon nhưng mà dây này là dùng để làm trục nha các bạn, làm dây câu. Mã này là mã số 13, giá là 450.000 một cuộn 300 mét. Tiếp theo mã số 14 ở đây mình có là dây này là dây của Toray, dây này cũng là dòng dây câu nha, dây này là dây của Toray. Dây này thì chất của nó là chất nylon, dây nylon dây cước 100%. Ở đây mình có là đây, màu xanh như thế này các bạn, màu xanh xanh nõn chuối như thế này. Ở đây mình có là dây số 2 này, giá bên Nhật của nó là 2.200 yên. Dây này là dây số 2 150 mét, dây số 3 150 mét, số 4 150 mét, dây số 4 là tiết diện 0.33, dây số 3 0.285, dây số 2 là 0.235. Đây. Hàng của Toray nha, giá là 330.000 một cuộn, mã số 14. Tiếp theo mã số 15, mình có dây này cũng của Toray, dây này là dây cước nha các bạn. Dây cước, màu của nó là màu ngụy trang như thế này, màu xanh rêu. Đây, xanh rêu ngụy trang có ánh xanh này. Đây, màu của nó là màu xanh xanh như thế này các bạn, màu xanh rêu, màu này là màu ngụy trang có ánh xanh rêu. Thì ở đây là dây này là dây các dây nylon 100% của Toray, dòng này là dòng Salaron, là dòng này là, nói chung là cũng thuộc dòng mắt của Toray đó. Dòng Salaron, dòng cũng thuộc dòng mắt của Toray. Thì ở đây mình có là dây số 2 này, tiết dây số 2 tiết diện là, mình có dây này là dây số 2.5 nha các bạn. Dây 2.5 150 mét, tải 10 lb, tiết diện 0.26 mm. Dây số 3.5 tải 14 lb, tiết diện 0.31 mm, 150 mét. Tiếp theo là dây số 4, dây số 4 tải 16 lb, tiết diện 0.33 mm, 150 mét. Dây số 5 tiết diện 0.37 mm, tải 20 lb, 150 mét. Ở đây mình có là 150 mét một cuộn. Ở đây có dây số 2.5, 3.5, 4 chấm và 5 chấm, đồng giá là 370.000 một cuộn, mã số 15. Tiếp theo mã số 16. 16 đây mình có là dây này là dây Sigu, là dòng BE nha. Mã số 16 ở đây mình có là dây B của Sigui, dòng BEX8. Dây này là dây nổi nha, dây nổi BEX8 Grandmax. Lỗi nó là lỗi 68, dòng này thì rất là phổ biến rồi. Ở đây mình có là dây số 1.2 này, dây số 1.2, mỗi cuộn nó đều là 200 mét nha. Có dây số 1.2 tải 23 lb, 10,4 kg, tiết diện 0.185 mm. Dây số 1.5 tiết diện 0.205 mm, tải là 26 lb, 11,8 kg. Dây số 2 là tiết diện 0.23 mm, tải 35 lb, 15,9 kg. Dây số 2.5 tiết diện 0.26 mm, tải là 40 lb, 18,1 kg. Ở đây mình có là dây số 1.2, 1.5, 1.2, 1.5, 2 chấm và 2.5. Mã này là mã số 16, cuộn 200 mét, đồng giá 500.000.
Mà số 17 thì mình có cũng là dòng dây BE này, nhưng mà size nó lớn hơn. Đó. Size ở đây mình có là dây số 4 và dây số 5 nha. Dây số 4 và dây số 5 mỗi cuộn 200m. Ở đây mình có là dây số 5 tải là 78 lb, tương đương là 35,4 kg. Dây số 4 là tải 62 lb, 28,1 kg. Cuộn 200m, mã số 17 đồng giá 17 là dây số 4, số 5 đồng giá 520.000 một cuộn. Thì mình đã giới thiệu qua một số mã dây câu và kính câu. Các bạn lấy mã nào, comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại là 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.